Chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ACB Land. Sản phẩm chào bán hôm nay của chúng ta là căn nhà tọa lạc tại mặt tiền đường số 65, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bất động sản đang giao bán có các thông tin cơ bản như sau: tổng diện tích đất là 90m², trong đó chiều ngang là 6m và chiều dài là 15m. Kết cấu xây dựng 3 tầng lầu cộng sân thượng, tổng diện tích sàn là 258,3m². Căn nhà có hướng nhìn về hướng đông. Vị trí căn nhà đang chào bán tọa lạc tại mặt tiền đường số 65, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đường có lộ giới 30m rộng rãi, xe lưu thông thông thoáng. Giá đang được chào bán là 27.500.000 đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin về bất động sản đang chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983383509 để được tư vấn. Giá chào bán cho bất động sản tại thời điểm tháng 3 năm 2022 là 27.500.000 đồng. Trong thời gian tới, nếu bất động sản đang chào bán có biến động về giá mua bán, mình sẽ cập nhật thay đổi trong phần mô tả của video này hoặc giá sẽ được điều chỉnh trên tiêu đề của video. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chính xác thông tin giá mua bán mới nhất cũng như thông tin pháp lý về bất động sản đang được chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983383509 để được tư vấn. Về vị trí địa lý, bất động sản giao bán tọa lạc tại mặt tiền đường số 65, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí bất động sản giao bán cách trung tâm quận 1 chỉ từ 4,8 km. Cầu Kênh Tẻ, nút giao thông cửa ngõ của quận 7, là cầu nối giao thông kết nối với quận 4 và các quận trung tâm. Từ vị trí bất động sản đang giao bán, bạn chỉ mất từ 10 phút di chuyển xe là đến trung tâm Sài Gòn và bạn chỉ mất từ 5 phút là kết nối với mọi điểm đến tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Chợ Bến Thành, trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Còn bây giờ, chúng ta cùng hướng vào màn hình để xem lại những hình ảnh được ghi hình xung quanh vị trí mà bất động sản đang chào bán. Do thời lượng video ngắn nên mình sẽ không tập trung quay nội thất bên trong căn nhà. Video chỉ mô tả ngắn gọn về thông tin cơ bản về tính pháp lý của bất động sản và tọa độ vị trí bất động sản đang tọa lạc. Nếu các bạn quan tâm, vui lòng hẹn lịch đi xem thực tế qua số 0983383509. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo của mình.